Em xin chào mọi người. Trong clip này em sẽ giới thiệu đến mọi người cái kìm mở phe trong mũi cong mã hàng 474-Z11. Đường kính phe có thể mở được là từ 8 đến 25mm, là size nhỏ nhất nha mọi người. Đó. Kìm mở phe trong của hãng Elora, sản xuất tại Đức. Khi mà không thấy có cái lò xo ở chính giữa này thì mình xác định nó ngay đó là kìm mở phe trong. Mũi này là mũi cong 90 độ so với thân. Size này là size Z11, là size nhỏ nhất, 8 đến 25. Size lớn hơn là 19 đến 60mm, lớn hơn nữa là 40 đến 100, và lớn nhất là 85 đến 165mm. Chiều dài của nó là 140mm, tương ứng với lại 5.5 inch. Trọng lượng của nó là 104g. Giá tham khảo là 880.000 một cái. Rồi cái chuôi này là chuôi trần, là cái chuôi nó không có bọc nhựa. Trên này hãng Elora họ tạo những cái khí như thế này để khi mình cầm nó không bị trơn tụt, nó tạo ma sát với tay của mình. Ở đây có dập nổi dòng chrome vanadium là vật liệu. Bên đây dập nổi dòng made in Germany, là sản xuất tại Đức. Trên cái đầu kìm cũng có khắc laser tên của hãng là Elora nè, mã hàng 473-Z11. Đó. Cái mũi kìm thì nó dạng tròn. Rồi anh chị nào mà có nhu cầu liên hệ với em, số điện thoại có trên màn hình này nha.